xin kính chào tất cả các quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, và tiếp theo em xin được chào hai idol của em, đó là anh Trấn Thành và anh Trường Giang ạ. Và chào idol của chị gái em, anh Ngô Kiến Huy. Chào em, chào chị gái luôn. Em tên thật là Nguyễn Thị Ngoan ạ. Em năm nay 19 tuổi và em đến từ Bắc Giang. Cái mục đích mà em đến với chương trình đó là đầu tiên là để theo đuổi cái mà mình thích đã, rồi tiếp theo là được gặp những idol của em và cũng muốn là mang lại những giây phút thú vị dành cho khán giả. Đến là về yêu thích hài hay là em nghĩ em có óc hài hước? Thứ nhất là em đam mê, phải gọi là đam mê ạ. Và em cũng chọc được cho một số người cười lên. Em thử trên sân khấu lớn xem liệu hôm nay có thể chọc được hai đại ca kia ấy không. Rồi, thi luôn. Em xin phép được thi luôn ạ. Thi luôn nha. Dạ. Cố gắng lên, 60 giây. Bắt đầu. Giang muội à? Tại sao em lại bỏ tôi để đi theo Trấn Thành chứ? Người ta có gì hơn tôi nào? Tôi biết rồi. Người ta là người có danh vọng mà, có địa vị mà. Người ta là bác sĩ thú y được đi du học bên Campuchia. Còn tôi nhìn mặt như con thú đúng không? Giang muội à, em ấy mà không quay về bên tôi là tôi cắt tóc đi tù đây. Giang ơi, một mai đây em cắt tóc đi tù chẳng phải gì đâu. Chỉ để cho nó mát mẻ da đầu. Và chúc mừng bạn, bạn đã chiến thắng vang dội. Chúng ta đã cười, bạn có 2 triệu đồng. Cũng bệnh lắm. Chịu khùng. Chứ không phải đơn giản đâu. Nãy ra thấy lịch sự tưởng ca bình thường, giờ tôi mới biết là ca khó nè. Nữa không? Dạ. Thì tiếp ạ. Thì tiếp. Em xin 5 giây. Em xin 5 giây để hoàn hồn. Rồi, không sao, cứ thoải mái đi em. Diễn mình không hay là cần anh Nguyễn Huy phụ không? Bỏ đứng đi. Cho em diễn thôi, đứng cho em diễn thôi, dễ lắm. Tôi đã an vị trên cái vị trí này rồi. Huy ơi, mấy bữa đó mấy em nó nói em ngồi trên bàn thờ đó là anh đã quát cười rồi. Em bữa nay á, nhìn á, em linh thiêng lắm Huy. Thôi. Không phải, em để ý đi. Cái áo em tiệp cái màu màng á, nhìn có cái đầu em lơ lửng giữa không trung, em hiểu không? Em linh thiêng lắm Huy ơi, thiệt á. Bây giờ mà có trái cây em chịu nó bày ra anh đưa em đi luôn á Huy, thiệt á. Anh sẽ phù hộ đồ trì cho em rồi, ca này. Trời ơi, nó lên luôn rồi. Bon. Rồi, tâm lý sẵn sàng nha. Dạ, 60 giây dành cho em, bắt đầu. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao ông sinh ra tôi là một người dáng chuẩn như tóc tiên, mặt xinh như quỷ tiên, mang cá tính của tiên tiên mà thiên hạ lại gọi tôi là con điện là sao? Tại sao? Tại sao lại bất công với tôi như vậy? Alo, chị 1080 đúng không? Thế bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Your number you have dialed is standing if not available. Please try again later. Chúc mừng em, danh hài Trấn Thành đã nở nụ cười. Em có 10 triệu đồng. Dễ thương lắm á em là người dễ thương và em có cái óc hài hước ha. Em cũng chịu khó khùng lắm. Nhưng mà lần sau á, cái gì phải rõ ràng cái đó đúng không? Tại sao tôi giống thủy tiên mà tôi giống tiên tiên, cái gì tiên tiên mà người ta gọi tôi là con điên? Thì cái chữ con điên là cái chữ cuối cùng mình phải nhấn thiệt là rõ, tại vì cái đó là cái dứt nọc là phải cười, hiểu không? Em ơi, đang có trong tay chắc chắn 10 triệu. Dạ. Vòng tiếp theo, nếu em chọc được một trong hai danh hài cười sẽ là 20 triệu. Nhưng hãy nghĩ đến trường hợp hai danh hài không nở nụ cười, em sẽ mất trắng 10 triệu. Em muốn... Khán giả tại trường quay. Em muốn...
vào một vòng tiếp theo nữa. Em như vậy em quyết định là thi tiếp. 60 giây bắt đầu. Rồi bây giờ cả lớp trật tự, chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Hôm nay sẽ là giờ trả bài kiểm tra 15 phút. Tại sao lại như vậy? Hai em nói cho tôi biết đi nhé. Cho tôi hỏi một câu là cô giáo chủ nhiệm cũ của cái lớp này có phải là Lê Thị Dần không? Tôi chưa từng thấy một cái lớp nào mà nó lại có cái độ rốt bền vững được như cái lớp này nhé. Ai? Ai dạy hai em là 2 cộng 1 thì nó bằng ok? Tôi đâu có chết sớm chứ. Hả? Gãy móng tay rồi. Các em cứ yên tâm nha. Thực chất tôi là một giáo viên rất là yêu học sinh. Vì quý các em nên tôi mới làm như vậy. Từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa dám giết một con muỗi mà. Vẫn đã chiến thắng vang rồi. Chúc mừng em. 20 triệu đồng đã thuộc về em. Danh Hà Trấn Thành đã cười. Em biết không, anh cười là vì em biết không, em ngây thơ, em hồn nhiên và em đáng yêu vô cùng. Anh cảm thấy thú vị với con người của em. Dễ thương, tôi chưa bao giờ giết con muỗi bao giờ. Ừ. Hả? Cưng, nhìn thấy cưng. Bây giờ nè, chúng ta đang đến với con số 20. Là một con số rất lớn. Em còn vòng nào mà gọi là đẳng cấp hơn? Tại vì bây giờ bắt đầu từ vòng 4, anh phải rất khó với em. Nãy giờ anh đang cười khuyến khích em nhiều. Thực chất là đến đây em có một món quà dành cho anh Thành. Có thể là anh sẽ không cười, nhưng mà đến với cuộc thi rồi em cũng muốn có một cái chút gì đó gọi là kỷ niệm. Không, nếu kỷ niệm thì biểu diễn riêng. Còn nếu là sợ không cười thì đừng biểu diễn, bởi vì sẽ mất 20 triệu. Em quyết định thi tiếp hay ngừng lại? The number you have dialed is currently not available. Please try again later. Từ nhỏ đến giờ tôi còn chưa dám giết một con muỗi mà. Mới chỉ một con thôi. Như anh Trấn Thành nói là 20 triệu là một con số rất là lớn nha. Tại vì đây là món quà dành cho anh Trấn Thành, cho nên em cũng muốn được anh Trấn Thành thưởng thức cái món quà ấy theo đúng nghĩa của nó. Thì tiếp. Vỗ tay cho em đi vô. Hãy sẵn sàng và 60 giây bắt đầu. Như thế này là như thế nào? Hôm trước giờ sinh hoạt lớp tôi nói với các em hôm nay là sinh nhật của tôi, chứ không có ý mắc các em là về bảo với bố mẹ là hôm nay là sinh nhật của thầy để mang đến tặng thầy những món quà, mặc dù là bố mẹ các em là hiểu lòng thầy đấy nhá. Thế nhưng tôi làm việc là vì cái tâm của tôi như này, chứ không phải là vì mấy cái quà sữa tươi như thế này thì thà không tặng còn hơn nhá. Hiểu chưa em Ngô Kiến Huy? Riêng cả cái lớp này là chỉ có là mình em là không tặng quà thầy thôi nhá. Em làm rất đúng quy định, rất tốt. Ngày mai á, về bảo mẹ, còn mấy cái khoản nợ nhà trường ấy là nợ tiền điện, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền học phí, các thứ là tùm lum bảo mẹ giải hết đấy nghe chưa. Ok nhá, rồi, về nhá. Giải tán, thua luôn rồi. Tạm biệt nhé nơi lời bye bye. Ok. Hết thời gian rồi. Anh biết, nhìn em là biết là mê diễn lắm, mê ghê hồn lắm. Và em bất chấp, 20 triệu em bất chấp luôn, không cần biết. Miễn sao được diễn trước mặt cho Trấn Thành coi. Và đây là một món quà của em, thì 20 triệu đối với em nó không là nghĩa lý gì cả khi thần tượng mình đã đứng trước mặt mình rồi. Thì anh rất là thích điều đó. Và anh rất là ngưỡng mộ với cái sự đam mê đó. Em diễn lại tiểu phẩm của anh đúng không? Dạ vâng ạ. Thì nó phải biến tấu chứ em diễn y chang. Mà nó còn không có giống như anh nữa thì có gì đâu cười. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đây mất 20 triệu. Em, bây giờ đó, mình mất 20 triệu rồi. Nhưng mà bây giờ em mình gặp anh Trấn Thành rồi. Có muốn ôm hôn thấm thiết ảnh không? Selfie ảnh đi. Dạ, được selfie ạ? Được, mời em.